Giới thiệu cả nhà, hôm nay em cắt cái cây xanh này nhá. Xanh này cũng tương đối già, nó cũng phải vài chục năm, gốc già lắm. Để cho mọi người xem tổng thể cây nhá. Xanh này là trước là tay tiếc đẹp lắm rồi, nhưng mà cuối cùng mấy năm trồng dưới cây bưởi, quả nó rơi xuống, nó gãy hết cành. Bây giờ là phải lấy lại, phải làm lại. Mày nhìn nhìn kìa, đó. Mốc trắng đấy kìa mà. Đây mình sẽ tiến hành cắt nhé. Tiến hành cắt này. Cắt thì đầu tiên chúng ta cắt để ngắm cái form đã, xong chỉnh sửa sau nhé. Thân hay chưa? Gốc này rất già luôn nhá. Này chắc là cũng phải mà gần 50 năm.
tiên chúng ta phải cắt định hình đấy nhá. Cắt định hình cái cây thì nhìn ra đã. Cắt cây cho người mới chơi. Cái này hiện tại giờ nó đang cũng chả thành cái hình gì cả. Đấy, nhưng mà thôi mình cứ kệ để nuôi cái bệ nhá. Nuôi thêm cái bệ. Nuôi thêm cái bệ có thể là vài năm nữa sẽ cắt lại. Cắt lại để cho nó rụt rịt lại. Làm lại cây chơi lại. Cái này năm trước là để nó cũng bị hỏng, dễ hỏng hết. Và bưởi nó rơi và nó gãy nên bỏ bị mất cành, hỏng cành nó làm lại. Làm lại bây giờ nó đang không ra làm sao. Nó cứ luận sinh ngậu lúc tung lúc tung. Mọi người xem thì rất già luôn. Còn rất già. Bây giờ quay trực tiếp được mọi người thấy. Già lắm cơ.